Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở quận 8 giá dưới 2 tỷ và có sổ hồng riêng. Căn nhà này nằm ở đường Liên Tịnh 5, phường 5, quận 5, nằm gần chợ sáng Bùi Minh Trực, gần cầu Nguyễn Thiên Đường. Từ căn nhà chúng ta ra mặt tiền có 20 mét thôi, cũng khá là gần. Căn nhà có diện tích bề ngang là 3m28. Chiều dài một bên là 6m rưỡi, một bên là 8m rưỡi, tổng diện tích đất là 18,8m2. Nhà kết cấu một trệt một lầu. Căn nhà này có hướng chính nam. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công. Tổng diện tích sàn là 37,6m2. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán chỉ có 1,680 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Rồi, đấy là thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Đấy, đây là đường Liên Tịnh 5, phường 5, quận 5 anh chị nha. Ngay đầu kia là cầu Nhị Thiên Đường. Chúng ta đi tới đó tầm khoảng 40m, 50m thôi. Chúng ta qua cầu Nhị Thiên Đường, sau đó qua cầu Chào Và là đến quận 5 nha. Còn nếu anh chị đến ngay vòng xoay kia và vẹo tay trái là chúng ta sẽ đi về xóm Đảo nha. Còn hướng này thì chúng ta sẽ về chợ sáng Bùi Minh Trực này anh chị. Chúng ta đến ngay ngã tư đầu kia ha, quẹo tay trái là đến chợ sáng Bùi Minh Trực. Còn nếu đến ngã tư mà chúng ta đi thẳng là đến chúng ta sẽ về đường Tả Quang Bầu và đến bến xe quận 8 nha. Rồi, căn nhà chúng ta nằm trong con hẻm này. Con hẻm này nó là hẻm thông nha. Chúng ta thông ra đến chợ sáng Bùi Minh Trực. Từ đầu hẻm chúng ta đi vào tầm khoảng 20 mét thôi là đến căn nhà ha. Tính ra thì chúng ta nằm sau lưng căn mặt tiền và thêm một căn ở đây nữa thôi. Đó, hẻm sạch sẽ an ninh này anh chị. Đây ha, chúng ta quẹo vào đây này. Đây là lối dẫn vào căn nhà chúng ta này. Trong này thì có khoảng vài căn nhà thôi, cũng khá an ninh và yên tĩnh nha. Trước nhà này anh chị, chúng ta có một gọi là khoảng sân ha, để xe. Bên trong nhà chúng ta đây anh chị. Hiện tại nhà đang trống thì sẵn sàng bán giao nhà cho anh chị vào ở luôn. Căn nhà này thì anh chị mua về rồi sơn phết lại là đẹp lung linh ngay. Nhà chúng ta có diện tích đất là đến 18,8m2 nha. Phía bên đây là 3m28 này. Chiều dài thì phía bên đây này là 6m rưỡi, còn bên đây là 8m rưỡi nha. Tổng diện tích đất là 16,8m2. Tổng diện tích đất là 18,8m2. Tuyệt vời chưa. Nhà là có hướng chính nam nha. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công. Tổng diện tích sàn là 37,6m2. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán chỉ có 1,680 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Rồi, đấy là trên lầu này anh chị. Trên lầu đây ha. Chúng ta đang để suốt này. Ok chưa. Bên đây thì chúng ta tận dụng làm kho để đồ ha, rồi làm giàn phơi này, làm tủ âm tường nhá. Đó, ok chưa. Bên đây có cửa sổ đây anh chị này ha. Rồi, trước này chúng ta có một ô cửa ở ban công ha. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa này, cửa kéo và cánh cửa này ha. Ban công này, hẹn bức nhà chúng ta đây ha. Ok ha, đây là khu dân cư hiện hữu này anh chị. Rồi, ok anh chị nha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.